Em Tùng lại chào anh nhé Bây giờ cũng chuẩn bị đến mùa ươm kỳ rồi Thì hôm nay em làm cái video này Cho anh chị nào Mà Vẫn còn Loay hoay trong cái việc mà ươm kỳ Thì có thể biết thêm về cách Các cái cách để ươm kỳ nhé Và cắt cây Như thế nào để ươm được và ươm như thế nào nhé Thì Thời gian vừa rồi Em cũng khá là bận Đang làm cái bếp nhỏ nhỏ nên là cũng hơi bận một chút nên không lên được video cho mọi người hôm nay em lên video này hướng dẫn cho anh chị cây như thế nào để cắt để ươm kỳ được còn hoa thì mọi người sẽ xem vào video sau nhé thì đây ở đây là những cái cây cây này là cây vĩnh khang này cây vĩnh khang thì mọi người có thể nhìn thấy cây mùa này thì nó đã thắt ngọn và tròn đầu béo như thế này thì chúng ta có thể cắt ươm kỳ được nhé À, khi em cắt thì em sẽ để lại à, em cắt khá là sâu em để lại có hai bốn năm đốt thôi năm mắt thôi đây hay những cái chơi cây như thế này thì chúng ta có thể cắt ươm kỳ được đây vĩnh khang đó nó béo tròn đầu như thế này thì chúng ta có thể cắt ươm kỳ được nhé cả nhà đây ạ đây là cây preku đó nó béo nó tròn đầu như thế này chúng ta cắt ươm kỳ nhé đây ở đây em có một cái lô không tên này thì em cắt thực ra là cắt hơi muộn rồi đấy ạ. Đây này, nó rụng lá như thế này là cắt là hơi muộn. Nhưng mà cây em chăm bằng phân hữu cơ nên em không sợ hoa, em vẫn cắt vẫn uh, uh, vô tư không vấn đề gì cả. Còn nếu mà chăm bằng phân hóa học thì khi mà cắt nó rụng lá như thế này thì nó sẽ rất là dễ bị ra hoa. Đây hay ví dụ như cây khổng tước này. Cây khổng tước này thì cũng chuẩn bị xuống giống được rồi này cả nhà. Đó, cây khổng tước này. Rồi thì sau khi em cắt xong như thế này Em sẽ để từ 3 đến 10 ngày Sẽ để nguyên như thế này Từ 3 cho đến 10 ngày Cho lá nó rụng bớt, cho thân nó héo bớt Sau đó em mới mang vào làm kỳ nhé Mang vào chia khúc Thì ở đây nó có những cái cây Ví dụ như những cây bảo duy kiểu như thế này Thì chúng ta cũng có thể cắt được rồi Đây bảo duy em cắt đây Đây ạ Đó Khi mà cái ngọn nó tròn như thế này thì chúng ta có thể cắt ươm kỳ được đây em cắt thì em cũng chỉ để lại ở dưới có 4 năm đốt thôi đây hay như những cái cây bảo duy như thế này thì chúng ta có thể cắt ươm kỳ được nhé cây bảo duy như thế này những cây như thế này thì thường là chúng ta cắt thì chúng ta sẽ để lại uh, cắt khoảng từ đây Đó, để lại khoảng 4 lá 5 lá đây cây như cây nhìn này cắt đến tầm này Đó, thì chúng ta sẽ để lại 5 lá đây những cây như này và mấy ngày gần đây thì uh, mọi người cũng biết rồi, lan nó cũng lại uh, đang uh, có sự trở lại khá là mạnh. để tất cả rất là nhiều anh em đã nghỉ ngành lan rất là lâu đã lại quay trở lại với uh, cây hoa lan. Đây, những cái kỳ này, bảo duy nhé cả nhà. Vâng, và sau uh, khi mà chúng ta cắt như thế ạ, thì uh, chúng ta sẽ để từ 5 đến 10 từ 3 đến 10 ngày cho rụng bớt lá xong đó chúng ta vặt bỏ lá đặt bỏ lá thôi chúng ta chia khúc ra như thế này nhé cả nhà ờ, phụ thuộc vào anh em nhé và phụ thuộc theo cây thì cây dài cái đốt nó dài thì chúng ta chia làm ha một mắt một đốt, một đốt một mắt một khúc còn nếu mà cây nó bé hoặc là cây nó ngắn thì chúng ta có thể chia hai mắt một khúc như thế này đó sau là, sau khi chia sau thì uh, chúng ta có thể dùng keo như thế này nhé. keo này keo liền sẹo này ở đây em dùng keo mỹ tiến này thì khi keo mỹ tiến này bôi khô ấy thì nó sẽ ra cái màu đỏ như thế này nhé nhỉ rồi em bôi đầu một chúng ta lưu ý nhé chúng ta kiếm cái gì dựng lên đây đó sau khi bôi xong này. thì chúng ta kiếm cái gì dựng nó lên như thế này đó dựng cái, cái, khúc lên thì nó sẽ khô cái keo và nó sẽ bám được cái keo đầu còn chúng ta bôi cả hai đầu chúng ta bỏ này nó sẽ chảy hết cái keo cái, cái keo mỹ tiến nên rất là mềm nó sẽ chảy hết cái keo đi đây đó, khi em bôi xong đầu bên này nó khô keo thì em lật quay lại em bôi đầu bên này và lại em lại dựng lên và đây Đây là sau khi đã bôi keo xong Thì ở đây là những cái mắt bảo duy Đây nữa Đó Đây là những cái khúc mà em đã bôi keo xong Nó là bảo duy Thì đây nhìn này Đây là cái lô em cắt trước nha nhỉ Đây ạ Mọi người có thể nhìn thấy Đó Cái đầu keo bôi rất là đẹp Nhìn nó rất là phê Đây đây là cái lô cắt sau nhé Đấy, cái đầu keo này Sau khi mà chúng ta bôi keo như thế này và để khô xong thì Chúng ta có thể cố định hoặc không cố định mà Cố định vào cái que hoặc không cố định vào cái que cũng được Và cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng rêu con sâu Rêu ạ Đây là một cái kì bởi cu nhỏ Nó còn ba mắt ngủ nữa Đây, sau khi chúng ta cố định xong thì chúng ta có thể dùng cái chậu này đơn giản là cái chậu đi, đây, ờ, sau khi bôi keo xong nhá, chúng ta sẽ dùng uh, cố định keo uh, cố định uh, cây vào cái như thế này, hoặc chúng ta không cần cố định cũng được, thì uh, sau này chúng ta lên chậu chúng ta cố định sau, uh, dùng rêu ẩm này, cái rêu này này, đó, chúng ta cắm cái 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 mắt ngủ vào đây như ở đây là mắt ngủ ở trong cái chậu này là mắt ngủ cờ đỏ em nhé thì em buộc riêng như này cho nó dễ nhận biết thì em đỡ phải ghi tên còn nếu mà chúng ta chưa cố định thì chúng ta có thể dùng cái rêu này một lớp dày một chút Đấy, chúng ta cắm cái cái mắt ngủ xuống như thế này cắm mắt ngủ như thế này đó mọi người nhìn này cái mắt ngủ này. đó chúng ta cắm xuống như thế này thì với cái cách này ấy, thì cái khúc cây của chúng ta nó giữ ẩm được nó sẽ mọc kỳ rất là nhanh Ngoài ra thì đây là em ươm tự nhiên Còn một một số anh em thì có thể là Một số anh em sẽ sử dụng thêm một số cách khác là Theo như kiểu là ấp lò, ấp liếc như kiểu lò trứng Em thấy anh sĩ Hải Phòng làm đấy thì Ở đây em thì em cứ ươm thủ công tự nhiên thôi Như thế này đó Và cái rêu này thì mọi người lưu ý này Cái này thì chúng ta chỉ cần để vào cái khu vực mát Sau khi cắm xong thì chúng ta để vào khu vực mát Chứ đừng để vào khay nước nhé Tại vì cái rêu của chúng ta rất ẩm rồi Để vào khay nước nữa nó, nó ẩm quá nó sẽ bị hỏng Và để vào khu mát như thế này Không cần phải phun một loại thuốc gì hay một loại phân gì cả Vì bản chất của cái khúc này nó không còn lá Nó không có rễ, nó không hấp thụ được cái gì cả Nên chúng ta chỉ cần để ẩm như thế này thôi Sau đó thì về tưới thì chúng ta có thể sử dụng cái hồng nguyễn Chúng ta pha loãng, chúng ta tưới bình thường cũng được mà nếu không thì tưới nước không cũng được như em thì em tưới, dùng nước không em tưới thôi thì uh, cứ em cứ cảm giác là cái rêu này nó khô một chút thì em lại tưới hoặc là em để ở trên dàn cây như thế này thì mỗi khi em tưới cây là nó ướt luôn thì giữ ẩm luôn như vậy là ok luôn chứ không quá nhất thiết là phải uh, thế này hay phải thế kia nhé cả nhà đấy là cái cách em ươm ki và làm ki và sau khi nay mai cái ki này nó lên dễ Uh, nó ra kỳ nó lên uh, có dễ thì em sẽ nhổ lên như này và khi đấy những cái chậu cây này em sẽ cắm nó vào đây đó thì em sẽ trồng những video trồng cây và uh, ra kỳ thì em sẽ làm sau còn bây giờ em sẽ hướng dẫn ngay mọi người cái này để mọi người uh, là, là anh có một số anh chị em là chưa 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 biết cách làm thì mọi người có thể làm luôn và uh, xem và uh, làm theo uh, anh chị nào thấy hay thì mình làm còn nếu anh chị nào Uh, có cách hay hơn thì mọi người có thể áp dụng theo cách của mình Còn uh, với thời điểm này thì uh, em nghĩ là giá cây nó cũng đang lên uh, khá là mạnh Đây là cây hồng phú hoa Đang lên khá là mạnh Đây là sơn nữ sơn la Đây ạ, uh, sơn nữ sơn la uh, Đây là mắt uh, đây, là, cái, đây là cây không tên uh, Và với một số dòng mắt ngủ thì uh, anh chị có thể... Uh, À, những cái ví dụ như bảo duy không tên ngọc sơn cước khổng tước hay là Juliet hay là người đẹp bình dương thì, à, anh chị muốn sưu tầm thì có thể alo cho em nhé à, nhắn tin qua zalo cho em đây những cái cầy em cắt này đó cắt để ươm nhé đây khúc này. to thì à, mình à, to dài thì mình chia một mắt một khúc nếu bé ngắn thì mình chia hai mắt một, một khúc để những cái bảo duy bảo duy bảo duy này bảo duy này rồi em vẫn làm những cái cây rất là quốc dân để chia sẻ đến mọi người chứ em không làm cây ở tầm cao quá làm cây ở tầm cao quá bán cho anh chị siêu tầm rất là khó nên là em sẽ làm những mã cây ở tầm quốc dân vừa cho anh chị dễ mua dễ siêu tầm chứ em không làm ở những mã quá cao Thôi thì Tết đến xuân về À, em Tùng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị xem video của em Tùng và ủng hộ em Tùng suốt thời gian qua. Một năm mới an khang thịnh vượng và mọi sự như ý. đó thì ở đây như cái chậu cây này của em là chậu cây hoa xuân. em chơi xuân và em đang có một cái hướng và có một cái dự án để làm cái cây hoa xuân này. Để chia sẻ đến anh chị uh, chơi hoa xuân nhưng với điều kiện là hoa nở tự nhiên nhé chị em không làm hoa kích em xin chia sẻ với mọi người là em không thích hoa kích một chút nào luôn đây những cái bông này là bông nở tự nhiên 100% và đối với cây này của em nở được 25 ngày mới bắt đầu tàn nhé cả nhà nở được 25 ngày mới bắt đầu tàn thì cái chậu này hiện tại đây những cái kỳ của nó ra này em vẫn chưa trồng và nó để mầm gốc rất là nhanh đây quanh năm để quanh năm mọi người thấy không nó lại đang đẻ này. Đấy cứ đợt mầm dài đợt mầm ngắn. Đây nó mới thắt ngọn xong lại đẻ tiếp. Cứ thắt ngọn là đẻ, thắt ngọn là đẻ, đây. nó và ở đây em có một, một cây trâu khá đẹp. Đây, cái cây con của nó đợt vừa rồi em trồng em cho mọi người xem. Thì đây nó cũng rất là dễ hoa nhá. Đây này. Hoa tự nhiên này. Đấy đang có hoa tự nhiên luôn nhưng cái này không chơi kịp Tết, cái này chơi xuân rồi. Thì nó đẻ này, mọi người có thể nhìn thấy. Đây cây nhỏ như thế này nó cũng có hai bông hoa này cái này chắc được 10 sen chứ mấy được hai bông hoa này đó nó cũng được hai bông hoa và đây nó đẻ này chỉ mọi người nhìn thấy đây là sau khi trồng xong nó đẻ một con và bây giờ đang ra dễ và nó lại chuẩn bị đẻ tiếp thôi đây này ví dụ như cây này này cái này, này đang có bốn năm bông hoa này bốn bông à, đẻ một con này à, con nó bây giờ lại đang đẻ tiếp rồi nhé cả nhà đây đó, lại đang để tiếp Cái cây này để khá là nhanh Nên là Sẽ nhanh được bụi to để chia sẻ cho anh em chơi hoa xuân Rồi, em Tùng xin phép kết thúc video ở đây nhé Xin chào, hẹn lại ở nhà vào video sau